Cái đoạn đường này đẹp nè, ban đêm. Đoạn đường Trần Đạo mà trước nhà thiếu nhi á. Rồi bây vô à na vô tới ơi quật. Ta nó nên nè. Vô ớt. Vô. Vô ớt. Vô ta vô đái, ở vô đái. À vô son muối nó tụp ở dưới cho. Mọi người mà chốt. Chứ nó băng nó băng. Vậy là ai? Vả? Nó băng đây. Chứ nó băng. Nó băng nó xa nó mà có cô. Băng nó xa mà có cô. Nó băng đây. Ở trong bàn bà lái, bữa ở trong bàn bà lái, xong bà lái với chứ. Vô ớt. Bạn kêu gì thế ra? Tới nhờ? Ừ, không ai người ta hay cắt cái bông này người ta đi đi cúng à. Ở từ từ qua đây hay mấy gì cắt nó vô từ qua đâu cái thính hay mấy ngày nã đó người ta hay bà con người ta hay người không ai người ta cái bông này người ta trồng nhiều lắm người ta cắt để đi đi cúng. có đôi chia thương ôn nè có thể chia thương ôn nữa nè xây đúng hả chai bò bên nà chai bên nà hôm mai cu chai nữa hả mới cu chai cái nữa ở nè. Ni na nè cu vậy này nè cu à ô nè lắng nè cất vô ca nướng từ bon cái thân này sai cả sai hả mấy cái thân này quát bon bon cái máy chén vô ca nướng tự bón nè ừ bữa nay ở thứ năm bữa nay thứ năm sao ngày thứ bảy ngày không ê chọn đăng à phê kỳ hai á nó thứ bảy hay chủ nhật thứ bảy hả ở đây cũng có hai cà thân nè ở đây bán nho rừng nữa nè cây này cây gì cây hà thú ô hay gì lời giúp
Cái này rượu gì? À nế hả? Dạ. Đây cây thuốc không à? Bộ máu bị đầu gối không có nhớ. Cái này kêu bằng cái gì? Cây gì? Cây sâm hồng. Cây sâm hồng. Cái này cây sâm hồng. Ở đây cây nho rừng nè. Rồi những chỉ gì? Nhức mỏi. Hả? Nhức mỏi. Nhức mỏi. Đây nho rừng nè. Đây cây thuốc không à? Cái này kêu cái gì nãy? Bắp kích trắng. Bắp kích trắng. Bắp kích trắng trắng nè. Ở ai cần mua thuốc rồi lại đây mua được nè. Ở đây bán cây thuốc nhiều. Siri. Này trái siri. Ô miền cà sáng à? À miền miền sơ đáy ấy. Này táo. Còn miền cá sơ sơ lắc à. Ở đây kỳ thinh ngày kỳ thinh ta he nhằm ngày thứ bảy. Ở bên Ba Thê he ba hả? Con người ta kéo dài được một tháng à. Rồi một chùa làm hết chùa này qua chùa nọ. Bên tay mà quát thứ ban tập đón đó mình á. Mỗi chùa chỉ he được có năm he được một lần. Ở đây là he thứ bảy nè. Còn ở bên Nam Vi thì he chủ nhật. Giáp dòng núi rồi đó, giờ về tới Tri Tôn lại rồi. Thứ bảy chủ nhật này có nhiều nơi, nhiều cái chùa người ta he cà thinh. Tôi đi dòng núi này thấy là ba cái chùa. Ở chợ đây thì he thứ bảy, còn ở Nam Di thì he chủ nhật. Giờ về tới chợ rồi. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chùa Ông Bổn. Cái này ngã tư lệch. Này gian hàng bán ăn đồ ăn nhiều. Cái này tiệm thuốc của người bạn. Bánh men. Bánh đó bánh gì với bánh gì vậy? À, bánh da lợn. Bánh ăn. Bánh da lợn. Cái đoạn đường này đẹp nè, ban đêm. Đoạn đường Chánh Đạo mà
trước nhà thiếu nhi. Con đèn đuốc này nó màu mè. Ba cái đèn quỷ này chơi được 5-2 năm là nó hư á. Đồ mã. Phơi nắng phơi mưa chịu gì nổi. Đây đường Trần Hưng Đạo, đoạn đường đi đi tới cầu Cây Me, cái khúc này khúc cô giáo đi giờ sầm uất. Quê Dung cầu con me tắt đèn hết trơn.